Thì con cứ nói tiếng Mỹ đi để Michael hay là để nhờ nói tiếng Mỹ đó. Mỹ tiếng Việt thì mấy con muốn nói vậy nói. Mấy em là dương thanh dương. Con muốn chào sư phụ, mẹ chào. Muốn chào sư phụ, mẹ chào. Tương lai có thiên tâm á, mà mấy đứa này á. Con cứ nói chuyện đi. Con tên là Thiên Minh Quân, tên tiếng Anh là Michael. Con bây giờ con muốn cảm ơn, con muốn cảm ơn sư phụ nhận con là đệ tử. Rồi con cũng chưa biết hết về thiên tâm, nhưng mà con sẽ ráng không đi theo rồi học với sư phụ để giúp mọi người. What you gonna do in the future for yourself, happiness and successful on your career, your life, and other successful and spiritual, and bring a lot of human beings to your home. Your job is bring a lot of people to your home, the same like me. Continue my path. Yes, speak English. Hi, my name is Daniel. Closer to the microphone. Hello? Yes. I am Daniel. I'm very thankful to be a disciple of I'm very thankful to be a disciple of Su Fu. And I'm very new to all of this, and I really want to learn. And I really want to be helpful for everyone. And mấy chị vị tính rất là hay, phải không? Mấy chị vị cũng giống như sắp đánh bài domino vậy đó. Ok, sư phụ còn mấy chục năm. Mấy chục năm thằng này nó vừa học ra trường nó lớn, nhưng mà bây giờ sư phụ chưa có dạy nó về thần thông nhiều. Sư phụ muốn nó là bác sĩ á, con thấy này là bác sĩ không á, thì nó muốn thành co, sư phụ muốn đời á, tất cả những đứa này bắt chước giống như sư phụ. Đời mình không có làm cái gì để mà tạo nghiệp, tức là mình xin tiền người ta như kiểu mấy thầy là tạo nghiệp, phải không, biết không? Mình phải dùng cái khả năng của mình, trí bi trí dũng, đúng không? Trí là ở mặt đời đi học vấn mình phải cao, thì mình mới có những cái danh từ, những cái trí thức để mình dạy lời đời. Thì cái thế hệ sau là như thế này, của thiên tâm là vậy nè, là ở trên đã sắp đặt sẵn những cái bước đường đi, những cái miếng gạch nó mới nói tiếp tiếp, chứ không phải một mình sư phụ làm được. Hôm nay mấy con cùng một cái thế hệ với sư phụ, thầy sẽ giúp của cái thế hệ hiện tại. Tại vì ở bên Việt Nam á, mấy chục triệu người đâu có ai ngồi ở đây mà hiểu được những gì mà mình hiểu đâu. Thì mấy con có bổn phận phải chia về tất cả các thôn làng. Như hàng Nga thì Huế, thì phải về Huế. Hàng Nga đâu ta? Ở hàng Nga ngồi đây. Bây giờ trở về con tiếp tục cuộc nói chuyện, con có phát biểu gì qua cho address. Chứ con cứ speak up. Con cứ nói what inside your talk, and con cứ share with everyone. Con cứ nói. Thì con cũng đang học y khoa, đang học để làm bác sĩ. Nhưng mà cái ước này của con cũng là theo sư phụ để giúp sư phụ. Không dám nói tại con không phải là thứ gì, nhưng mà là cứu nhân độ thế và giúp cho nước Việt tinh thắng. Con không biết nói những lời hay ý đẹp, nhưng mà chỉ sư phụ có nguyện ước gì để giúp cho nước Việt thì con cũng muốn lần sau theo hỗ trợ và giúp đỡ sư phụ trong khả năng của con, vì con rất thương, con rất thương sư phụ, con biết sao như thế nào. Người cứ nói về để con hiểu, để cho con có sự compare. Con thấy mấy đệ tử này, sư phụ mới nhận. Mà cả đời này đã giúp cho sư phụ rồi, huống hồ với con còn một cái plenty of time để gần sư phụ để học biết bao nhiêu thứ. Thì con sau này á mới là thật sự thống nhất cái đạo thiên tâm toàn thế giới. Chúng ta chỉ là một dùng thôi. Muốn cái đạo mà nó loan truyền cho người Công giáo, những người khác mà theo thiên tâm á,
là cha mẹ, thượng đế và hội đồng chư Phật nhờ vào những đứa này. Sư phụ chỉ đốt cái đuốc đi đầu tiên và làm một con đường mòn. Con đường mòn không, sau này nó thành freeway. Con là người sẽ làm cho con đường mỗi bên 8 lane là mấy đứa này. Sư phụ chỉ vẽ con đường mòn, nhưng mà phụ phải vẽ thẳng thì con từ đó con dễ đi. Thì một phần của sư phụ không có bằng công đức của con, sau này những đứa này là đại công đức, bề trên đã sắp xếp là nhất là này đó. Con có biết là những cái đồ mình mua ở bên Thiên Long Cung là ở dưới mấy vị nó để cho nó mở, để cho nó tặng người ta mới vui, thì cho nên nó bữa nó mở gói hay gói gì cũng được. Mấy vị đã kêu nó nhảy đó, trong cái em trong cái cõi vô hình sư phụ chưa biết cái chức nó là gì, nhưng mà ở bên kia chư thiên rất là kính trọng đó. Ok rồi, sư phụ cảm ơn mấy đứa con họ thiên mà để sau này để tiếp tục nói góp. Chưa gì là mình đã thấy có một cái đường đi lâu dài bờ trên đã sắp xếp. Kế tiếp là Trang. Rồng này là rồng thức thiện, cái này cầm hộ quá. Trang là cái mệnh là cái rồng lắm sư phụ. Con nói gì thì nó nói tiếng Việt tiếng gì tùy con. Dạ, cảm ơn huynh đệ tỷ muội. Bữa nay Trang rất là hạnh phúc. Mấy anh chị em có kêu hạnh phúc không? Cảm ơn anh chị đã hợp tác đến the last 2 ngày qua là cái đi lên núi và những cái transportation nó rất là smooth, thì em cảm ơn anh chị em đã hợp tác để giúp đỡ, để chạy lái xe lên lái xuống, và rất là hạnh diện được ở đây, nơi đây especially có sư phụ ở đây thì lúc nào mình cũng feel very hạnh phúc và an lạc ở bên sư phụ. Thì ngày hôm nay là ngày vía cha, thì hôm nay thì mình hãy đồng lòng nhau và hợp tác với nhau, especially lúc mà giấc chiều đi về á. Thì mình nhớ nếu mà có xe bus, xe van nó đến chở đi á, thì mình đi được thì đi xuống được, tại vì mình cũng không muốn hô những cái anh lái xe mà phải đợi cho mình 5-7 phút đi xuống núi thì cũng mất thời gian, và cũng mất thời gian của anh chị em mà cũng phải đi về ngày hôm nay. Thì hôm nay mình nhớ hợp tác với nhau nha. Thì lúc nào mình cũng có bên sư phụ, thì bữa nay mình không có spend time nhiều được, thì có thể tuần sau nữa thì mình cũng có duyên để đến sư phụ chỉ vậy thôi. Thì chúc anh chị em một ngày an lành. Cảm ơn. Thế Thiên Hằng Nga, sau này có một độ người Huế là giống như là kinh thành phải không? Họ có tự cao lắm, nhưng mà ở ngoài đó không có hiểu gì kinh sấm nhiều của Đức Thầy. Cho nên đứa đệ tử này cũng có cái sứ mệnh đó. Con ở đâu mà con bay qua đây như là San Jose đi xuống San Phan vậy con? Ba mỗi tình qua đây á, thì đệ tử này cũng có nhiều cái vui lắm. Ca thì dở nhất, được tưởng nhiều người nhất. Rồi con nói gì không nói. Không hơi ca bài hương xưa cũng được. Học ca bài hương xưa. Đấy, ai cũng đứng lên đi. Cái này vui mà, nhà mình mà. Chứ giờ sư phụ nói nhiều quá, tới tuyên con nói. Mỗi người nói. Xin chào tất cả mọi người. Em bà phải yên lặng mới nghe được nha. Còn con nói yên lặng. Con cũng tức là từ tí thì cái giọng nói của mình là không được vui cả. Cái giọng này giọng hiếm có mà con, giọng vua mà chuẩn nhất của nước Việt á, con đừng nói thiệt không. Thì
như sư phụ và mọi người là ủng hộ tinh thần thì con cũng cố gắng nói cho thật rõ ra. Thì con cũng có hơi tự ti là tại vì con học hành thì không được tốt lắm, con cũng không học được Phật pháp như mọi người, thì là văn chương văn vẻ thì con không được tự giỏi, nhưng mà con vẫn cố gắng. Con không biết là con có cái tuổi thơ thì con bị mất trí nhớ, thật ra con học như cổ với nãy á, con này thì con có con có xin cha mẹ là xin cha mẹ khai trí cho con á. Tại đôi khi là nhiều kiếp trước mình là làm gì đó thì kiếp này mình trả nghiệp, thì không biết cái gì đó trong quá khứ thì cái lúc hồi còn nhỏ thì không thể nhớ được gì. Con học ít câu quên nãy á, nhưng mà con nó có điểm, nó không phải người thường như mấy con nha, nó cũng có một chút cái điểm của trong người nó đặc biệt. Thì đại khái con như hiểu rồi, thì con cứ gán về đọc Lăng Nghiêm thời gian nữa rồi xin nước mẹ uống, rồi từ con khai tâm khai trí. Dạ, từ khi mà con đọc Lăng Nghiêm hay là ở chủ đại lý thì tự nhiên trong người con có một cái sức sáng nào tròn hơn. Nhưng mà khi mà con thấy cái làm gì đó mà không ổn á, giống như ví dụ như ba con nói nhờ con mua cái gì đó mà con nói là con feel không được hết á, thì đúng lên sau đó là mọi thứ là trục trặc, hay là cả chuyện mẹ con đi Việt Nam á, con không thích, thì nói chung là tất cả mọi thứ đều rắc rối sau đó. Thì cái kiểu như là khi con đọc từ đại bi rồi, nói chung là đọc kinh Thiền Tâm nhiều á, thì cái cảm ứng của con nó tăng lên, dao động thiệt á. Còn nó còn có hàng thăm chút chút mà. Chút chút là tức là có mà thôi, là người không có thì phải gắn là luyện lên mà ngồi thiền nhiều. Rồi tới phiên rùa vàng Chinh. Chinh rồi, nói vài câu đi, mắc cỡ vậy. Ở đây người ta có thịt có dịch cho cạo nhà con á. Cái này tốt của Chinh là với thủy cung là rùa vàng chân mệnh rất là cao á con, nên có thiếu dữ lắm, cũng là hộ pháp của rùa. Rùa vàng nói chuyện nãy giờ rồng với voi trắng rồi cũng vàng rồi, quá trời nhiều có rùa vàng. Nam mô Di Đà Phật. Tôi biết góp hết mấy nước mà. Cái nào có tắm gì tôi biết hết. Rồi nói đây rồi bạn. Anh em với Thạm Nhật Dưỡng mà nghèo sắc gì cứ. Ở rồi anh đi con cúng rùa vàng mà. Nhưng mà giàu mà xuống địa ngục nghe. Nghèo mà lên trời mới là khó nè. Con nói đi con. Chào tất cả cô bác chút xíu sư phụ quay lại. Thì khi mà quay lại thì
mới biết rằng là mẹ đã đến và mẹ đứng ở dưới cổng mà mẹ chưa được phép lên. Thì lúc đó cũng có sư huynh, thì sư huynh hỏi là có hình của mẹ không. Thì trong phone trên thì cũng có cái hình đưa ra, thì sư huynh nói ồ bà đứng ở dưới cổng, thì sư huynh nói với sư phụ là xin phép cho bà lên đi. Thì bà lên thì sư huynh nói là bà đang đứng ở đây nè, anh chị em, hai mấy anh chị em có nhắn gửi thì nhắn. Lúc đó Trinh bất ngờ quá, Trinh cũng không nghĩ ra được cái gì để mà nói với Trinh, cũng không mà hỏi hay là gì hết. Thì mẹ xin chỉ nhắn lại rằng là ba chị em ở lại đừng có bất đồng với nhau. Thì trước đó thì khi mà lúc mà làm lễ tang thì chị em cũng có ý này ý kia, cho nên là Trinh rất là bất ngờ. Trinh nói mẹ xin biết hết, cho nên là thì sau đó thì sư phụ đặt tên cho mẹ là Thiên Huệ, và sư phụ nhờ các vị rồng đưa mẹ đi về chơi. Thì sau những lần sau đó khoảng 6-7 tháng sau thì mẹ cũng có về, mẹ cảm ơn sư phụ. Và một lần sau gần đây nhất thì mẹ cũng có về nữa, thì sư phụ cũng có kể là mẹ cứ nhắm hướng núi mẹ về. Thì mẹ về cũng nhắn gửi lại là nhận thằng em trai của Trinh để độ nó cái này cái kia. Thì cho nên là Trinh rất là cảm ơn khi từ khi ngày gặp cái ngày gặp được sư phụ thì cuộc đời Trinh nó cũng rất là thay đổi. Mình lúc nào cũng vui hết và cũng bận rộn nhiều hơn. Thì trước khi mà lúc mà Trinh biến mối Trinh chưa được lên đó, thì cũng có nghe clip của sư phụ, thì cũng nguyện rằng nếu mà ngày nào con lên được cái núi đó, thì con xin nguyện con làm tất cả, dù cắm một cành hoa hay là khiêng một cục đá nặng, con có đều làm được hết. Thì con cũng rất là vui, cái nguyện con cũng đã làm được. Thì tất cả những cái công sức của mình nguyện thì mình sẽ được hết. Cho nên các anh chị em nào nếu mình có lòng thì sư phụ vì núi, thì mình cứ nguyện là mình sẽ được. Nam mô Di Đà Phật.